nếu mà tài chính mà chưa tới 500 triệu mà để mà có một chiếc xe mà chạy đầm chắc mà lại êm như chiếc xe này các bác ạ, thì thực sự các bác là rất là hiếm các bác nhé, rất là hiếm luôn. Con này đời rất là cao các bác ạ, sản xuất 2015, lăn bánh 2017 đó, một chiếc xe mà của châu Âu các bác ạ, một thương hiệu mà rất nổi tiếng các bác nhé, một thương hiệu rất nổi tiếng của Pháp, một chiếc xe châu Âu nhập khẩu nguyên chiếc đó, mà hội tụ được rất là nhiều cái các bác ạ, vô cùng đầm, vô cùng chắc luôn, cách âm tốt, rồi là rất là nhiều option hiện đại các bác ạ. Này các bác có thể nhìn thấy cái trước tiên cái hắt kính này các bác này. Đấy, hắt kính rồi là loa JBL, rồi là nói chung là cửa đuôi căn trôn, ga tự động, rồi nói chung là rất là nhiều các bác ạ, miên man vô kể luôn. Mà quan trọng là chạy nó rất là đầm các bác ạ, đầm chắc, êm du luôn. Động cơ có 1.6 nhưng mà chạy turbo nó rất là bốc mà lại tiết kiệm xăng các bác ạ. Chưa tới 500 triệu các bác nhá. Các bác chờ chút, em Khương giới thiệu cho các bác con xe này. Thì bác nào đang định mua xe mà tài chính cái tầm tiền đó thì nó là vô cùng là tuyệt vời luôn các bác nhá. Bác nào một con duyên mà xem được clip này của em Khương đấy, mà mua được con xe này nữa thì nó lại càng là một cái mà tuyệt vời hơn nữa các bác ạ. Tại vì là hiếm có trên thị trường một chiếc xe mà nó lại còn mới như thế này các bác ạ, hiếm có luôn các bác nhé. Bác chủ này rất là cẩn thận các bác ạ, rất là cẩn thận luôn. Chìa khóa đây các bác này, chìa khóa zin theo xe vẫn còn nguyên là một đôi các bác nhé, vẫn là nguyên một đôi đó. Và cái quan trọng tiếp theo các bác ạ, là cái xe người ta đi người ta giữ nó còn rất là mới các bác ạ, cực mới luôn. Đây các bác nào một tinh ý cho các bác nhìn qua thôi là các bác đã biết được cái xe nó đẹp hay không rồi. Cái xe đẹp hay không thì đây các bác cứ nhìn cái cửa sổ tâm hồn của nó này. Cái này là cái rất là khó để giấu một chiếc xe các bác nhé. Cái xe đẹp thì nó đi ít các bác, thì cái đèn này các bác nhìn này, cái đèn này nó rất là mới các bác, nó không khác gì một chiếc đèn mới, led căng luôn các bác nhé, led căng luôn. Và các bác có thể nhìn cái phần đầu này, các bác nhìn này, cái chi tiết này, phần đầu này nó rực rỡ ra luôn này, các bác có thể nhìn hai bên đèn pha này, nó sáng trưng rực rỡ. Đây, các bác nhìn này, các bác nhìn này, mới keng luôn các bác nhé. Đây, các bác đi một xe cũ mà các bác gặp được những chiếc xe này thì em nói thật các bác là không có gì để phải suy nghĩ rồi các bác nhé, không có gì để phải suy nghĩ luôn, tại vì là nó còn rất là đẹp đấy. Thì có nghĩa là khấu hao của các bác chủ cũ là đi rất là ít, nên là các bác dùng sau là người mà rất là sướng luôn. Con này thì công nghệ miên man đấy, tất cả là đèn pha auto tự động và đèn nét hết các bác nhé. Con này của em là sản xuất 2015, form mới rồi, và đăng ký mua lần đầu là 2017, với mua mới nhập về các bác nhé. Đấy, tất cả mọi cái xe cực đẹp luôn. Con này nó Poro, xe nhập khẩu nguyên chiếc Pháp các bác nhé. Phần đuôi nó đã các bác nhìn nó rất là mềm mại rồi các bác. Thực ra những chiếc xe mà của Pháp, như bác nào đã chơi những cái đồ cỏ rồi là đã chơi, bác nào đã xanh xe thì đều đã biết Poro nó là một cái hãng mà rất là nổi tiếng của Pháp rồi, nó là cực kỳ nổi tiếng này, nó giống như là Toyota của Nhật Bản vậy. Thì là Poro nó cũng vậy các bác ạ, nó là một hãng mà rất là nổi tiếng của nước Pháp rồi. Và cái màu ghi xám bạc này, màu rất là sạch luôn cho các bác. Nhìn cái xe nó có cái độ sang nhưng mà nó vẫn là sạch, nhưng mà nó lại nổi bật nữa. Vành tất cả là vành phay, la răng phay. Còn option con này thì nó là vô cùng là nhiều luôn, miên man luôn. Cửa sổ lóc này rồi là rất là nhiều cái tính năng vượt trội. Cửa sổ trời Paloma toàn cửa sổ lóc các bác ạ. Cửa sổ lóc. Và cái quan trọng nó rất là mới các bác ạ. Nội thất nó như mới luôn. Các bác nhìn cái ghế này, con này gần như là đi bên lái là nhiều đấy, nhưng mà bên lái là nhiều, nhưng các bác nhìn đây, cái bên lái của nó này, cái ghế của nó này chưa vết nhăn, chưa vết xước gì cả các bác nhé. Này cái ghế của nó này nó đẹp như này các bác này, ghế này nó là quên sầu luôn các bác nhé. Em khẳng định luôn, trên thị trường mà kiếm được con xe mà Poro mà 508 mà nó đẹp như này thì em nói thật các bác là không bới đâu ra được, không đào đâu ra được đâu ạ. Đây các bác nhìn cái ghế đi ạ,
nó như một chiếc ghế mới luôn này, từ những cái đường chỉ đường nét này của nó này. Đấy, các bác nhìn này, trước hơn 1 tỷ, bây giờ các bác ạ, chưa tới 500 triệu, lỗ mất 1/3 các bác nhé, lỗ mất 1/3 luôn. Mà đây các bác nhìn cái xe nó như này thì khác gì một chiếc xe mà mới không. Đấy, này các bác nhìn này, tất cả con này là nó ghế điện hết rồi này, từ cái lỉ các bác nhé. Con này là lỉ là theo xe vẫn còn nguyên bản này, các bác này. Lỉ theo xe vẫn còn nguyên zin nguyên bản, từ cái sàn này của nó này, từ con ốc của nó này, nó đẹp này mà các bác. Đấy, nó đẹp này mà các bác. Đấy, xe châu Âu các bác nhé, xe châu Âu đó, mà đời rất là cao các bác ạ, 2015, 2017 mới lăn bánh, đời rất là cao luôn đó, mà chưa tới 500 triệu. Đấy, còn xe nào hơn nó được, đúng không ạ? Không xe nào hơn nó được đâu các bác ạ. Đèn đóm tất cả mọi cái, con này bật đèn lên nó sẽ rất là đẹp các bác ạ, tại vì là nó được thiết kế rất là tinh xảo, rất là tinh xảo, cái đèn của nó rất là cao cấp các bác ạ. Đây em sẽ để lỗ một chút nhé, cho các bác ngắm cái đèn của nó này. Con này thì công nghệ nhiều lắm luôn các bác nhé. Để lỗ start top này, các bác nhìn này. Đấy, sướng cái này, bác chủ giữ lắm này, chìa khóa một đôi luôn này. Đấy, phanh tay điện tử này các bác này. Đấy, phanh tay điện tử luôn. Rồi là hộp số là 8 cấp các bác ạ. Đã đời chưa các bác? Hộp số 8 cấp. Các bác nhìn này, trần chiếc này, như một chiếc xe mới nó mới kinh các bác ạ. Như một chiếc xe mới luôn. Đây, các bác nhìn này, trần chiếc này, công nghệ của nó này, hiện đại chưa các bác? Hiện đại chưa các bác? Các bác nhìn này, nó mới đến nỗi như này mà các bác. Trần chiếc này, trắng phau các bác nhé, trắng phau, các bác nhìn chưa? Khít khít khít. Xe nó xuất sắc luôn. Đây các bác nhìn này, các bác nhìn sướng chưa? Trần trắng phau như mới các bác nhé. Con xe này bác chủ bác đi rất là ít các bác, đi rất là ít. Bác nào mua con xe này này quá là đã đời luôn. Các bác nhìn cái ghế lái này, có xe nào mà ghế lái như này không các bác? Càng đét này, từ đường chỉ đường chiếc này của nó này, từ cái bên này này các bác nhìn này, đét căng luôn. Bác nào mà đang tìm mua xe mà tài chính tài chính mà tầm chưa tới 500 triệu thì em nói thật các bác là không một chiếc xe nào có thể qua mặt được em nó đâu các bác ạ. Không một chiếc xe nào đâu các bác nhé. Xe nó rất là đẹp luôn, từ những cái chốt cái chiếc của nó, nó đều rất là xuất sắc các bác nhé. Từ những cái chốt, loa JBL đây các bác này, âm hệ thống âm thanh vô cùng là cao cấp các bác nhé, nổi tiếng của thế giới. Đấy, từ nó đẹp từ những cái lỉ này cơ. Này các bác nhìn này, đẹp từ những cái lỉ này luôn. Em thật các bác, nhiều bác thì thích Camry thôi. Đấy, nhưng mà Camry thì em phải công nhận nó là thương hiệu mà rất là nổi tiếng rồi đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà nếu mà Camry mà các bác mua 2015, nếu mà bản full cao cấp đấy, nó ngang tương đương với con này. Camry thì phân khúc thấp hơn rồi, nhưng mà đây em đang so sánh là nó cùng phân khúc D. Đấy, cùng phân khúc D với con này. Nhưng mà nếu mà để đầm chắc tiết kiệm xăng thì mà công tính năng nhiều thì con này nó sẽ nổi trội hơn đấy các bác ạ. Nổi trội hơn đấy. Này, ui dồi ôi, các bác nhìn đây, các bác nhìn đây, các bác nhìn này, mới tinh tình tình các bác nhá, chưa động chạm gì đến. Đây sơ cua vẫn còn nguyên này, vẫn nguyên vạch sơn này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, hiếm có một chiếc xe cũ nào mà bác chủ lại giữ như này lắm các bác ạ. Này các bác nhìn từ cái dây đai này của nó này. Đấy, cho nên bác nào mà yêu cái đẹp các bác nhá, yêu cái đẹp các bác chơi con này cho em thì nó là chấm hết con gà tổ luôn. Đây các bác nhìn đây. Đấy, lốp lát này. Đấy, các bác nhìn chưa? Nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Nguyên đai nguyên kiện luôn. Và xin mời các bác hãy ngắm cái cặp mông bờ mông của em nó đi ạ. Đấy, yêu chưa các bác? Cảm biến xung quanh xe luôn các bác nhá. Và đèn của nó này, toàn những là cái hình lỗi khối thế này các bác này. Và các bác dậm phanh nữa thì nó lại sáng lên những cái mà đèn khác nữa, nó hiện lên nó rất là đẹp các bác nhá. Lốp lát dày các bác nhá.
lốp lát con này, lốp lát dày. Các bác này không phải lo là xe mà về phải thay lốp đâu các bác nhá. Đấy, lốp lát này ok chưa các bác? Đấy. Chung con này nó mới lắm các bác nhá. Nói chung là nếu mà để mà nói về Pozo mà nói riêng các bác nhá, Pozo nói riêng thì con xe này nếu mà để mà có một chiếc xe nào mà có thể mà sánh được với em nó thì em nói thật các bác là chắc là không có đâu các bác ạ. Con này thì công nghệ rất là nhiều rồi các bác ạ. Đây là đằng sau này là rèm tự động này các bác này. Đấy, rèm tự động này. Đấy, rồi là điều hòa là 4 vùng độc lập này. Đấy, điều hòa 4 vùng độc lập này. Đấy, ghế này, quan trọng cái nội thất này. Đằng sau thì ghế như mới. Ghế phụ và ghế đằng sau tất cả đều như mới luôn. Này các bác nhìn từ cái đường ấy của nó này, đường chỉ đường trước này. Này, các bác nhìn chưa? Đường chỉ đường trước này. Nét căng càng càng chưa các bác? Nét căng chưa các bác? Đây. Các bác nhìn yêu chưa? Xuất sắc chưa? Đây các bác nhìn này. Nét căng luôn các bác nhé. Nét căng luôn. Tất cả mọi cái rất đẹp luôn. Thất con này nó quá mới rồi, không phải suy nghĩ rồi các bác ạ. Có cả rèm nhé các bác nhé. Có cả rèm che lắng che nước này các bác này. Kính là mấy lớp luôn. Kính con này 2-3 lớp rồi. Âm thanh nó là quá hay rồi. Nó là vô cùng nhiều ở đây, đằng cánh đằng sau này. Hai loa luôn các bác nhé. Âm thanh này nghe nó phê lắm. Đó. Các chi tiết của nó này. Nhựa nhất rất là đẹp. Từ những cái lỉ này các bác nhé. Các bác nhìn cái lỉ này. Nó đẹp này mà từ những cái chi tiết đằng sau này. Đấy. Nó led căng luôn. Con này các bác nhìn cái nội thất nó sướng lắm. Xe nó đẹp. Chắc lịch luôn. Đây đằng trước này rất là nhiều loa các bác nhé. Bình thường là này, đằng trên kia cũng có loa các bác. Loa trầm trung tâm. Táp lì ấy. Nét căng luôn. Táp lì ta biết. Xe rất đẹp luôn. Rồi, các bác nhìn này. Nó rất là mới các bác. Cái trần con này thì nói chung là nó quá đẹp luôn. Cái xe đẹp, nó sẽ đẹp rất là đều các bác. Tất cả các chi tiết từ những cái mà tiểu tiết nhỏ nhất. Để một cái xe mà cái đèn nó đẹp như này thôi nó là đã là hiếm rồi các bác ạ. Con này đầu rất là đẹp các bác ạ. Các bác nhìn đầu này. Form mới thì các bác nhìn đèn niếc là nó đều là hệ thống đèn nét cao cấp hết. Đấy, đèn nét cao cấp rồi là cái phần đuôi ấy, tất cả mọi cái nó đều rất là đẹp. Con này sướng cái là một dàn lốp đây các bác nhìn đây. Rất là dày các bác nhé. Rất là dày. Nói chung là cái xe cũ thì là nó luôn luôn là có rất là nhiều cái lựa chọn các bác ạ. Rất là nhiều cái lựa chọn. Đấy. Bác nào mà thấy nó cảm thấy tài chính hay nó phù hợp với mình, hay những chiếc xe nào mà nó phù hợp với mình thì là các bác tham khảo. Đấy. Còn chiếc xe này thì nó là nhập nguyên chiếc Pháp rồi các bác ạ. Những cái chiếc xe nhập từ trước đến giờ luôn được đánh giá rất là cao rồi các bác, luôn luôn là được đánh giá rất là cao. Này các bác nhìn này, ghế này, nhìn ghế nó rất là mới luôn đấy, ghế như một chiếc ghế mới luôn, em phải dùng như là một chiếc ghế mới là các bác hiểu rồi, tại vì là nó quá đẹp, nó quá là hoàn hảo, nó quá là hoàn hảo luôn, tất cả mọi cái nó quá là hoàn hảo, từ những cái chi tiết nhỏ nhất lỉ của nó này. Từ cái chi tiết nhỏ nhất. Bên tay này cũng thế này. Tay lắm, tay ước này cũng thế. Đấy. Xuất sắc luôn các bác nhé. Lét căng luôn. Bên lái bên nước này các bác nhìn này. Lét căng như này các bác ạ. Để lỗ start top thông minh. Đấy. Âm thanh hay các bác nhé. Công nghệ nhiều. Táp lì táp yếc này mới tinh tình tình. Ghế này các bác này, nó rất là nhiều lớp các bác nhé. Nên là cái tựa đầu nó rất là quan trọng cho các bác. Nó bảo vệ cái phần cột sống với phần đầu. Vì sao mà xe châu Âu nó luôn là thiên hướng về bảo vệ người dùng là vì vậy. Vì sao nó luôn đắt đỏ là nó có cái giá trị riêng các bác ạ.
tiền nào của đấy, các cụ bảo không bao giờ sai các bác ạ. Trần trước này các bác nhìn này, các bác mê luôn. Xe nó, xe đẹp các bác ạ. Chìa khóa một đôi. Nói chung là thường thường này em từ những cái tiểu tiết này em hay đánh giá những cái khác. Cái người người ta cẩn thận thì em nói thật các bác là từ những cái nhỏ người ta cũng cẩn thận thì người ta đi cái xe nó mới đẹp được. Con này nhé, có cả cảnh báo điểm mù này các bác này. Hai bên gương này đều có cảnh báo điểm mù. Hiện đại lắm các bác nhé, hiện đại vô cùng luôn, đẹp. Cửa kính thì lại hai lớp rồi, rất là nhiều lớp bảo vệ, cách âm tốt, chống ồn tốt. Đấy. Máy con này động cơ là nó chỉ có động cơ chấm rất là bé thôi các bạn, nên là nó rất là tiết kiệm. Đây các bác nhé, máy móc này các bác nhìn, mới tinh luôn các bác nhé, mới tinh luôn. Các chi tiết này từ các con ốc này, zin đét 100% các bác nhé, zin đét 100%. Này các bác nhìn đi. Đấy. À, các bác mua nó nhìn cái máy này đã sướng rồi, máy zin đét luôn và các cái chi tiết nó đều rất là sáng và đẹp. Từ những cái phần tem, phần tiết của nó này các bác này, tất cả các chi tiết bên dưới, bên niếc xe nó đều rất là tươi các bác nhé, không có dầu mỡ gì luôn. Con này không có dầu mỡ gì luôn, xe nét căng luôn. Máy động cơ chấm rất là bé, tiết kiệm xăng các bác. À, các bác nhìn thấy khoang máy của nó này, tươi rơi rói các bác nhé, tươi rơi rói luôn. Từng các chi tiết con ốc sáng trưng. Đấy, ốc ác này đây các bác nhìn này, nó led căng luôn. Từ các cái phần rèm, phần thèm đây. Đấy. Nó đẹp các bác ạ, xe rất là đẹp luôn. Từ các cái ống liếc này của nó này các bác nhìn này, nguyên đai nguyên kiện và từ những cái nhựa đen của nó đều thể hiện nó đều rất là đẹp các bác nhé, xe rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn các bác ạ. Đèn đóm tất cả mọi cái. Máy động cơ có 1.6 turbo rồi các bác ạ. À, vâng, thì vừa rồi em Khương đã giới thiệu cho các bác nhà mình rất là chi tiết một chiếc xe Polo 508, một chiếc xe sedan cao cấp của Polo. Đấy, cùng phân khúc với B với Mẹ E đấy các bác ạ. Đấy, B đầu 5 với Mẹ E. Đấy, nhưng con này đời rất là cao này các bác này, 2015 nhập nguyên chiếc Pháp. 2015 lăn bánh 2017. Xe rất đẹp luôn các bác nhé. Con này thì không một tí vết cho bác nào mà yêu cái đẹp. À, thì bác nào quan tâm yêu thích thì alo cho em Khương theo số hotline 0833 11999 các bác nhé. Đấy, và bác nào yêu thì alo cho em là chốt được cái giá về đi thôi các bác. Bác đi con này nó là VIP rồi. Công nghệ nhiều, tiết kiệm xăng, sướng, đầm, chắc. Đấy. Bác nào yêu thương thì alo cho em các bác nhé. Và xin chào tạm biệt các bác ạ.